Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nguyên Vũ bất ngờ xin lỗi Phùng Ngọc Huy khi từng nặng lời như thế này. Mới đây, thông tin Phùng Ngọc Huy xác nhận là người bảo vệ và chăm sóc hợp pháp bé La Vi sau khi Mai Phương qua đời, thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, do cách trở về mặt địa lý và ảnh hưởng của dịch bệnh, nên hiện tại anh chưa thể đón con gái. Bé sẽ được người thân chăm sóc trong thời gian tới. Chia sẻ của Phùng Ngọc Huy khiến người hâm mộ và các đồng nghiệp vô cùng an tâm và gửi lời động viên nam diễn viên. Trong số đó, động thái của ca sĩ Nguyên Vũ đáng chú ý hơn cả. Anh đã phải lên tiếng nhận sai và công khai xin lỗi dưới bài đăng của Phùng Ngọc Huy. Nguyên nhân hành động này là do trước đó, ngay thời điểm Mai Phương vừa qua đời, Nguyên Vũ đã có bình luận cực gắt, đề nghị Phùng Ngọc Huy nên có trách nhiệm và hành động để bảo vệ cho bé La Vi. Nam ca sĩ nhấn mạnh, anh không biết em vì lý do gì không thể về thăm em ấy dù chỉ một lần. Chắc chắn có điều gì đó khó xử mà em không thể giải bày. Điều này có thể hiểu và có thể thông cảm. Nhưng thương con gái của em quá, mong cháu được sống trong yêu thương đùm bọc ở bên ngoại và bên nội. Mong em sẽ bù đắp hy sinh và dành tình cảm thật nhiều cho đứa bé bỏng của mình. Mạnh dạn, trách nhiệm và đừng hèn nhát được không Phùng Ngọc Huy. Cho đến nay khi Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng và thể hiện trách nhiệm của người làm cha, Nguyên Vũ đã phải thừa nhận lỗi nóng vội khi mắng oan đàn em. Vui và chúc mừng em, mong cha con sớm đoàn tụ. Hôm bữa anh nói chuyện điện thoại với em, nếu có lời nào nặng nhẹ, em đừng buồn anh nhé. Nguyên Vũ cho biết nguyên nhân anh thể hiện sự bức xúc trước đó là do quá thương và xót ruột cho tình hình của bé La Vi. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa có động thái trả lời sau lời xin lỗi của Nguyên Vũ. Về phần La Vi, hiện tại bé đang được chăm sóc và bảo vệ bởi những người bạn thân thiết của Mai Phương. Phùng Ngọc Huy cũng thông báo ngừng nhận quyên góp vì anh đủ điều kiện nuôi con gái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.